Xin chào anh em nhé. Hôm nay sẽ giới thiệu cho anh em một con máy giặt Panasonic giặt sấy khô luôn, hàng Nhật bãi nhé. Con này sử dụng sấy lốc anh em ạ. Có tất cả chức năng này, giặt không này. Ví dụ anh em chọn cái đèn này là dưới này sẽ là sấy này. Đây là giặt không này. Ở giữa này là giặt sấy, giặt xong sấy luôn. Đấy. Và cũng rất nhiều chương trình khác, ví dụ như là chọn chế độ vắt riêng này. Đấy, hoặc là chọn chế độ sấy riêng, chọn thời gian ở đây. Đấy, 10 này, 20, 30 ở đây. Con này bên em đang bán với giá là 12.500.000 bao cả đổi nguồn, có nghĩa là sẽ có một cục đổi nguồn đi cùng cho anh em luôn. Đây, hình thức rất là ok nhé. Đây, đây mặt trước này. Đó, mặt trước luôn nhé, rất là ok này, thành vách này. Máy thì đã được vệ sinh rồi. Đây, bên mình đang thử vắt nhé, thử tải này. Đấy, thử sấy luôn, sấy vắt nó cô để thành vắt doang này. Đấy, con này là bị rách một mét doang ở đây nhé. Đấy, like luôn cho anh em để anh em biết luôn. Đấy, rách thì bị đứt anh em ạ. Đấy, còn không ảnh hưởng gì bên trong. Đấy, vẫn dùng bình thường. Đấy, con này thì đời 2009 nhé, đời này rất là lành, anh em sử dụng thì rất là ok luôn. 2009 bé đây nhé. Đấy, thành vách là bao cho anh em là trắng đẹp. Còn bên cạnh là con tủ lạnh Pala gương nhé. Hôm nay chỉ like cho anh em con máy giặt thôi, còn là tủ lạnh thì anh em nào cần thì cứ liên hệ với trực tiếp bên mình nhé.